Rồi, Bánh Tiêu xin kính chào các anh chị em chú bác trong nước ngoài nước nha. Bữa nay Bánh Tiêu lại mời anh Duy Khánh sửa xe là tới để phục vụ cho cả nhà thêm một bài hai bài nha. Rồi em chào khán giả đi. Duy Sang xin chào cô chú và anh chị em tất cả trong nước và ngoài nước ạ. Em Duy Sang đến từ Kiên Giang, Duy Sang làm nghề sửa xe. Hôm nay Duy Sang hát tặng cho cả nhà một bài hát được mang tên Nhớ Nhà Hoài, sáng tác anh Việt Thu. Xin mời cả nhà cùng nghe. Em lên đây em đón xe bò đi, đón xe đò đi đi sông Đa. Em đi xe hai bánh à? Rồi tự ở hai bánh lên đấy chắc cũng phải cỡ 4-5 tiếng không? Chạy nếu mà chạy ấy khoảng 6 tiếng à. Rồi, nói chung là ở Kiên Giang cũng xa lắm cả nhà. Rồi thôi mà xin mời cả nhà thưởng thức nha, bài hát là Nhớ Nhau Ngoài, sáng tác của anh Việt Thu nha. Trong hồn
mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không? Khán giả yêu thích giọng hát của em trai mới và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Rồi chào cả nhà. Xin chào cả nhà.